Hôm nay tự nhiên thấy thèm bào sốt trứng muối nên là mình quyết định phải đi tìm một cái quán nào đó thật là ngon. May sao gần nhà thì Bảo thấy được cái quán này. Hello mọi người, lại là Bảo đây. Chỗ này Bảo đi có tên là Bò Chị Ba, nằm trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Bò Chị Ba rất là nhiều chi nhánh nhưng mà Tân Phú thì đây là chi nhánh đầu tiên. Lúc Bảo tới thì quán mới vừa mở cửa cho nên hơi vắng, nhưng tầm 6 giờ trở đi thì quán bắt đầu đông rồi nha. Ở đây thì quán chuyên về món bò nướng sốt phô mai với lại trứng muối, và ngoài ra còn có thêm ba chị nướng kim châm, chân gà, vú heo nướng. Đang trong cơn mắt thèm đồ nướng cho nên là những món nào ngon nhất ở đây là tôi gọi hết. Sẵn tiện review cho mọi người luôn. Về món ở đây Bảo thấy giá cả khá hợp lý. Như phần Bảo đang ăn đó là 179k, gồm hai miếng bò bự tuổi trẻ, nấm với lại đậu bắp và một cái chén sốt trứng muối. Còn ai mà thích ăn phô mai thì gọi thêm nha. Bò ở đây tẩm ướp vừa miệng, thịt bò mềm, ăn với lại cái sốt trứng muối nó bùi bùi bé béo. Đang thèm cái món này nên là ăn cái này phải nói là ngon xỉu. Ngoài trứng muối ra thì cái sốt phô mai cũng hơi bị ngon. Thịt bò mà kết hợp với phô mai thì mọi người cũng biết rồi đó. Món này phải nói là xuất sắc luôn. Hai cái sốt này nếu mà ăn hết bò rồi mà vẫn còn dư thì mình lấy chấm bánh mì cũng hơi bị dính á. Ôi rồi ôi, nghe cái mùi mập đâu đây. Kế đến thì Bảo ăn tới bò cuộn nấm kim châm. Cái cuốn bò ở đây nó cuốn thật sự chất lượng luôn mọi người, cuốn nào cuốn nấy uống nu à. Món này thì mọi người có thể chấm với lại muối ớt xanh hoặc là chấm chao ha. Và cuối cùng là món vú heo nướng chao. Vú chỗ này được cái là ăn không có bị hôi, ướp với chao rất là thơm luôn. Nói chung là không có gì chê luôn á.